vị tu sĩ bán chiếc Ferrari đưa ra giải pháp khắc phục các vấn đề của cuộc sống hiện đại. Là một câu chuyện ngụ ngôn, nó kể câu chuyện về sự giác ngộ của cựu luật sư Julian Mentor và đưa ra lời khuyên về cách sống hạnh phúc hơn, bổ ích hơn và được khai sáng. Cuốn sách này dành cho ai? Người hâm mộ sách tự phát triển bản thân, những người quan tâm đến chủ nghĩa thần bí phương Đông, những người nghiện công việc. Robin Sharma là một cựu luật sư, được công nhận rộng rãi là diễn giả chuyên nghiệp trong lĩnh vực cải thiện cuộc sống và lãnh đạo. Những cuốn sách khác của ông bao gồm Mega Living, 30 ngày để có một cuộc sống hoàn hảo và Ba người thầy vĩ đại. Lời tựa, hướng dẫn sử dụng các thực hành cổ đại để cải thiện chất lượng cuộc sống và đạt được mục tiêu của bạn. Bạn có thể biết câu chuyện về rùa và thỏ rừng. Con thỏ rừng chắc chắn rằng nó sẽ thắng, nên đã thách thức rùa trong một cuộc đua. Con rùa mặc dù chậm hơn nhiều, nhưng để chiến thắng cuộc đua. Những câu chuyện hay truyện ngụ ngôn như vậy được sử dụng như một phương tiện để truyền đạt những suy nghĩ và đạo đức một cách thú vị và đáng nhớ. Bây giờ, hãy tưởng tượng bạn đã được kể một câu chuyện ngụ ngôn nhiều đến mức khiến bạn phải bán những tài sản quý giá nhất của mình và bỏ lại sau cuộc sống mà bạn đã quen với bản thân. Loại truyện ngụ ngôn nào có thể thuyết phục đến vậy? Tựa sách này mở ra một câu chuyện ngụ ngôn có sức mạnh thay đổi cách bạn nhìn cuộc sống. Nó liên quan đến cuộc sống của một luật sư hư cấu, người đã bán chiếc Ferrari của mình và trở thành một nhà sư. Bạn sẽ khám phá ra tại sao tâm trí bạn giống như một khu vườn. Hình ảnh ngọn hải đăng sẽ giúp hướng bạn đến một cuộc sống tốt đẹp hơn như thế nào. Những điều mà một đô vật sumo có thể giúp bạn ghi nhớ. 1. Khi đang làm luật sư giàu có, quyền lực cao, Julian Mentor đã có một sự thức tỉnh về tâm linh. Đây là câu chuyện hư cấu về Julian Mentor, một người dường như đã có tất cả. Tốt nghiệp trường luật Harvard nổi tiếng, Mentor là một trong những luật sư xét xử nổi tiếng nhất ở Hoa Kỳ. Ông ấy sống trong một biệt thự với một chiếc Ferrari màu đỏ đậu bên ngoài. Ông ấy đang sống như trong ước mơ. Tuy nhiên, bên dưới tất cả, ông ấy đang đấu tranh. Khối lượng công việc của ông ấy quá nặng để ông có thể xử lý. Mỗi ngày đều có một vụ án quan trọng mới để Mentor đảm nhận và ông ấy tiếp cận mọi thủ tục một cách siêng năng. Cuối cùng, sự căng thẳng trở nên quá mức đối với ông và một ngày Mentor bị đau tim nặng và ngã quỵ trong phòng xử án. Sau sự việc đó, ông ta không bao giờ trở lại hành nghề luật sư nữa. Trên thực tế, không ai ở công ty cũ nghe tin từ ông ấy sau cơn đau tim. Có tin đồn rằng ông đã chuyển đến Ấn Độ để tìm kiếm một số câu trả lời và một cuộc sống đơn giản hơn. Và đó thực sự là những gì ông đã làm. Trước khi chuyển đi, Mentor đã bán biệt thự và chiếc Ferrari của mình. Ông chắc chắn rằng nhiệm vụ tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống của mình quan trọng hơn. Và sau đó, 3 năm sau, ông ta quay trở lại, xuất hiện mà không báo trước tại văn phòng của đồng nghiệp cũ. Ông là hình ảnh của sức khỏe, với nụ cười giống như Đức Phật trải dài trên khuôn mặt. Mentor đã đi bộ từ làng này sang làng khác ở Ấn Độ. Trong chuyến hành trình của mình, ông đã tìm hiểu về những thiền sinh dường như bất chấp sự già nua. Ở Kashmir, ông đã nghe nói về các đại hiền triết của Sivana. Và những khám phá mới này đã thôi thúc ông ta mạo hiểm đến dãy núi Himalaya, nơi ông ta bắt gặp những nhà sư sống ở đó. Chính tại đó, Mentor thức tỉnh và cuối cùng đã tìm thấy linh hồn của mình. 2. Một câu chuyện ngụ ngôn thần bí dạy 7 nguyên tắc của hệ thống Sivana. Trên núi, Mentor tìm thấy một nhóm các nhà sư được gọi là các hiền nhân của Sivana. Một nhà sư, Yogi Raman, đã chia sẻ trí tuệ của mình với Mentor. Họ thảo luận về ý nghĩa của cuộc sống và Mentor đã học về những cách để đạt được sức sống lớn hơn, cách trở nên sáng tạo hơn và cảm thấy mãn nguyện hơn. Có 7 đức tính cơ bản làm nền tảng cho hệ thống Sivana và mỗi đức tính là một phần của một câu chuyện tuyệt vời. Câu chuyện ngụ ngôn bắt đầu trong một khu vườn xanh tươi tuyệt đẹp, im lặng và thanh bình, lộng lẫy với những bông hoa xinh đẹp. Ở giữa khu vườn là một ngọn hải đăng khổng lồ màu đỏ, nhưng sự yên tĩnh bỗng chốc bị xáo trộn bởi một đô vật sumo đang sải bước ra khỏi cửa ngọn hải đăng. Cao 9 mét và nặng 900 pound, đô vật không mặc gì ngoài một sợi dây cáp màu hồng để che đi vẻ khiêm tốn của mình. Trong khi đi lang thang quanh khu vườn, anh tình cờ nhìn thấy một chiếc đồng hồ bấm giờ vàng. Vì tò mò, anh ta đeo nó vào và ngay lập tức bất tỉnh và ngã xuống đất. Cuối cùng, anh ấy thức tỉnh và tràn đầy năng lượng nhờ hương thơm của những bông hồng vàng xung quanh. Anh ta nhanh chóng nhảy lên và nhìn sang trái. Trước sự ngạc nhiên của mình, anh ta nhìn thấy một con đường được bao phủ bởi những viên kim cương. Bị mê hoặc, anh ấy đi dọc theo nó. Và con đường này dẫn anh ta đến hạnh phúc và niềm vui vĩnh cửu. 3. Tìm kiếm sự thỏa mãn là thứ làm chủ tâm trí của bạn. Khu vườn trong truyện ngụ ngôn của Yogi Raman tượng trưng cho tâm trí. Rất nhiều người đã xả rác vào khu vườn tinh thần của họ, đó là những suy nghĩ tiêu cực hoặc nỗi sợ hãi. Vậy đức tính đầu tiên của hệ thống Sivana là kiểm soát tâm trí của bạn. Bạn phải hướng đến khu vườn tinh thần của mình và cách tốt nhất để chăm sóc nó là đứng gác cổng cho nó. Chỉ để những suy nghĩ vui vẻ, tích cực vào và cấm những điều bất lợi. Vào cuối ngày, suy nghĩ của chúng ta định hình cuộc sống của chúng ta. Bạn sẽ có mức sống tốt hơn nếu bạn lấp đầy đầu mình bằng những suy nghĩ đáng giá. Bạn muốn sống một cuộc sống bình yên, ý nghĩa. Vậy thì hãy để những suy nghĩ bình yên, ý nghĩa vào. Nhưng làm thế nào để chúng ta có được tâm trí, chỉ tập trung vào việc hoàn thành những suy nghĩ? Tất cả chúng ta đều có khả năng lựa chọn những gì chúng ta nghĩ về. Vì vậy tất cả đều phụ thuộc vào việc rèn luyện trí óc của chúng ta như một cơ bắp.
Bước đầu tiên là tăng cường sự tập trung của bạn. Có một kỹ thuật để cải thiện khả năng tập trung của bạn mà các hiền nhân của Sivana gọi là trái tim của hoa hồng. Để thực hiện kỹ thuật này, bạn sẽ cần một không gian yên tĩnh và một bông hoa hồng. Để bắt đầu, chỉ cần nhìn chăm chăm vào tâm hoa hồng. Hãy chú ý đến màu sắc và kết cấu của nó và hãy lấp đầy tâm trí bạn bằng những suy nghĩ về vẻ đẹp của bông hồng. Lúc đầu, những suy nghĩ ngẫu nhiên có thể xâm nhập vào tâm trí bạn. Nhưng sau một thời gian luyện tập, bạn sẽ thấy rằng tâm trí của mình có kỷ luật hơn. Cố gắng thực hiện điều này hàng ngày, mỗi ngày dành thời gian dài hơn để thưởng thức hoa hồng. Cuối cùng, bạn sẽ thấy việc điều khiển suy nghĩ của mình trở nên dễ dàng hơn. Bạn sẽ ngừng lo lắng và thay vào đó là cảm giác bình yên và vui vẻ. 4. Để có một cuộc sống viên mãn, cần có mục đích để chỉ đường cho bạn. Đức tính thứ hai của hệ thống Sivana là về mục đích. Các hiền nhân của Sivana có ý thức rõ ràng về mục đích và do đó không bao giờ lãng phí thời gian. Họ biết rằng họ có nhiệm vụ thực hiện mục đích này. Khi đề cập đến mục đích của họ, các nhà sư sử dụng từ tiếng Phạn là Dharma, có nghĩa là mục đích của cuộc đời. Phật pháp xuất phát từ niềm tin cổ xưa rằng khi ở trên trái đất, mỗi người chúng ta đều có một sứ mệnh phải hoàn thành. Bằng cách tôn trọng Phật pháp, bạn có thể đạt được sự hài lòng lâu dài và sự hài hòa nội tâm. Cách tốt nhất để thực hiện sứ mệnh của cuộc đời bạn là đặt ra những mục tiêu được xác định rõ ràng và sau cùng bạn chỉ có thể đạt được mục tiêu nếu bạn có thể nhìn thấy nó. Dưới đây là phương pháp 5 bước được các hiền nhân phát triển để đạt được mục đích cá nhân. Đầu tiên, bạn phải tạo ra một hình ảnh tinh thần về kết quả. Giai đoạn thứ hai là tạo áp lực cho bản thân, nhưng theo chiều hướng tốt. Áp lực có thể là một nguồn cảm hứng tuyệt vời vì nó thường thúc đẩy một người nhận ra toàn bộ tiềm năng của họ. Một cách tuyệt vời để tạo ra áp lực là nói với người khác về kế hoạch của bạn. Bước thứ ba là xây dựng một vòng thời gian. Để hoàn thành mục tiêu, bạn phải có thời hạn trong tầm mắt. Bước thứ tư được Yogi Raman gọi là quy tắc kỳ diệu của 21. Đây là ý tưởng cho rằng một hành vi mới sẽ trở thành thói quen sau khi bạn thực hiện nó trong 21 ngày liên tiếp. Bước cuối cùng, chỉ cần tận hưởng quá trình này. 5. Tự hoàn thiện bản thân là chìa khóa để có một cuộc sống tốt đẹp. Bạn còn nhớ đô vật Sumo không? Anh ta cũng đại diện cho một đức tính trong hệ thống Sivana. Đức tính này được gọi là Kaizen, một từ tiếng Nhật có nghĩa là cải tiến liên tục, không ngừng nghỉ. Đó là tất cả về việc mở ra tiềm năng của bạn. Vì đức tính này, các hiền nhân đã tạo ra 10 bước gọi là 10 nghi thức sống rạng rỡ. Đầu tiên là nghi thức cô đơn, nó quy định rằng thói quen hàng ngày của bạn phải có một khoảnh khắc im lặng. Điều này giúp bạn có thể xoa dịu tâm trí và tiếp cận khả năng sáng tạo của mình. Thứ hai là nghi thức thể chất. Mục đích của giai đoạn này là để cơ thể bạn chuyển động. Bằng cách chăm sóc cơ thể của bạn, cuối cùng bạn quan tâm đến tâm trí của bạn. Tiếp theo là nghi thức dưỡng sinh. Bạn chỉ nên ăn thức ăn sống, tốt nhất nên ăn chay. Thứ tư là nghi thức của tri thức dồi dào. Trong suốt cuộc đời của mình, bạn nên tiếp tục học hỏi. Vì vậy hãy tìm cách giữ cho tâm trí của bạn được kích thích bằng cách đọc hoặc nghiên cứu. Thứ năm là nghi thức suy niệm cá nhân. Đây là việc xem xét cách bạn cư xử hàng ngày. Bạn có thể đã làm bất cứ điều gì tốt hơn ngày hôm nay. Thứ sáu là nghi thức thức dậy sớm. Đây là cách khó khăn đối với những người thích ngủ nướng, bởi vì ý tưởng là ngủ khoảng 6 giờ và dậy trước khi mặt trời mọc. Tiếp theo là nghi thức âm nhạc. Thật tuyệt khi nghe nhạc nhiều nhất có thể vì nó giúp cải thiện tâm trạng của bạn. Số 8 là nghi thức của lời nói. Đây là về việc tạo ra một câu thần chú cá nhân để truyền cảm hứng cho bạn. Thứ 9 là nghi thức của một nhân vật ngang ngược. Mục đích của bước này là đảm bảo rằng bạn luôn tuân thủ các nguyên tắc của mình. Cuối cùng là nghi thức đơn giản. Thực hiện một cuộc sống đơn giản và tập trung vào các ưu tiên và các hoạt động có ý nghĩa của bạn. 6. Sống một cuộc sống kỷ luật và quản lý thời gian một cách khôn ngoan. Có một phẩm chất khác để nhớ lại về đô vật Sumo trong truyện Ngụ Ngôn. Anh ta hoàn toàn khóa thân ngoài sợi dây cáp màu hồng bao phủ vùng kính của mình. Cáp thực sự đại diện cho đức tính thứ tư của hệ thống Sivana. Nguyên tắc này liên quan đến việc sống một cuộc sống có kỷ luật. Trong cuộc thảo luận với các hiền nhân, Mentor biết được rằng sợi dây điện là biểu tượng cho sự tự kỷ luật nghiêm khắc. Cũng giống như sự tập trung của bạn, bạn có thể xây dựng ý thức kỷ luật bản thân. Yogi Raman giải thích với Mentor rằng một trong những bài tập yêu thích của anh ấy là không nói trong một ngày. Các nhà hiền triết đảm bảo với Mentor rằng lời thề im lặng trong một thời gian dài là một cách tuyệt vời để điều chỉnh ý chí. Khi câu chuyện truyền thuyết tiến triển, Sumo tiếp tục phát hiện ra một chiếc đồng hồ bấm giờ vàng. Điều này tượng trưng cho đức tính thứ năm của hệ thống Sivana, đó là tôn trọng thời gian của bạn. Các hiền nhân, mặc dù bị loại bỏ khỏi xã hội, nhưng hoàn toàn tôn trọng thời gian và chú ý đến thời gian trôi qua của nó. Họ đã dạy Mentor rằng làm chủ thời gian là làm chủ cuộc sống. Họ coi kính đồng hồ là một lời nhắc nhở rõ ràng về tỷ lệ tử vong và tin rằng chúng ta nên luôn sống một cách trọn vẹn nhất. 7. Sẵn sàng giúp đỡ người khác và sống trong hiện tại để có một sự tồn tại vui vẻ và có ích. Giống như cách mà Mentor gục ngã tại nơi làm việc dưới sức nặng của trách nhiệm, người Sumo trong truyện Ngụ Ngôn bất tỉnh và ngã xuống đất. Nhưng anh ta đã thức tỉnh tràn đầy năng lượng như hương thơm của hoa hồng vàng. Vậy những bông hoa này tượng trưng cho điều gì? Một câu tục ngữ cổ của Trung Quốc nói rằng, một dấu vết của hương thơm luôn lưu lại trên bàn tay khi bạn cầm hoa hồng. Vì vậy,
Hoa hồng tượng trưng cho đức tính thứ 6 trong hệ thống Sivana, khái niệm phục vụ người khác một cách vị tha. Các nhà sư nói rằng bạn nên luôn tử tế và từ bi với người khác, vì điều đó sẽ cải thiện cuộc sống của chính bạn. Hãy dành một chút thời gian vào mỗi buổi sáng để suy nghĩ về những điều tốt đẹp bạn có thể lan truyền trên thế giới và cách bạn có thể cải thiện cuộc sống của những người khác. Bạn có thể làm điều này bằng cách chân thành khen ngợi người khác, giúp đỡ bạn bè khi họ gặp khó khăn và bằng cách thể hiện tình cảm với gia đình bạn. Cư xử một cách tử tế, nghiêm túc sẽ dẫn đến một cách sống hạnh phúc hơn. Sau khi được hồi sinh bởi những bông hoa hồng, Sumo Đô Vật đã khám phá ra một con đường mà kim cương dẫn anh đến hạnh phúc và niềm vui vĩnh cửu. Đối với các hiền nhân, sống trong hiện tại là đức tính thứ 7. Họ hiểu rằng hạnh phúc không phải là đích đến mà chính là hành trình. Khi chúng ta đi suốt cuộc đời, con đường sẽ được trang trí bằng những kỳ quan nhỏ, đó là những viên kim cương. Để trân trọng những viên kim cương, bạn phải thực hành lòng biết ơn hàng ngày. Điều đó có nghĩa là luôn trân trọng sức khỏe của bạn, gia đình và thậm chí cả tiếng chim hót trên cây. Không có gì quan trọng hơn ngay bây giờ. Sau khi trở về, Bento đã lấy lại niềm tin cho người đồng nghiệp cũ của mình bằng câu chuyện về cuộc hành trình đến gặp các hiền nhân của Sivana. Kể từ đó, ông ấy đã tiếp tục chia sẻ sự khôn ngoan của họ và do đó đã hoàn thành lời cam kết của mình. Thông điệp chính của tựa sách này là mỗi người trong chúng ta đều có thể sống một cuộc sống vui vẻ, có ích. Bằng cách tuân theo 7 đức tính của hiền nhân Sivana, như được kể trong truyện ngụ ngôn của Yogi Raman, chúng ta có thể loại bỏ tiêu cực và tập trung vào việc đạt được những gì chúng ta sinh ra để làm. Chúc bạn luôn hiệu quả. Comment những tựa sách bạn đề xuất review, đăng ký kênh Mikko Bookie để xem trước bản tóm lược các tác phẩm kinh điển hàng tuần. Và tất nhiên rồi, chia sẻ tóm tắt sâu sắc này tới mọi người.